こんにちは。Một ngày nữa lại bắt đầu tại đất nước mặt trời mọc, và lần này Fahoka quyết định quay trở lại Nhật Bản. Hành trình lần này hết sức độc đáo khi mình đến du lịch tại vùng Kanto, đó chính là tỉnh Ibaraki. Và trong vlog du lịch lần này, mời mọi người cùng theo Fahoka đến với công viên Hitachi, là một trong những thảo hoa viên đẹp nhất Nhật Bản, đến với nông trại trái cây ngọt liệm và sai quả, tham gia vào lễ hội pháo hoa mùa hè cực sướng tai và đã mắt, bước chân vào không gian lễ hội địa phương đặc trưng văn hóa của xứ sở Hồ Tan, đến với cánh đồng hoa hướng dương vàng rực cả thôn xóm và ăn thử những món ăn đặc sản của vùng Ibaraki này nhé. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau tại Tokyo, Nhật Bản. Rất là hứng khởi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá từ Ibaraki đến Tokyo, đến Osaka, Kyoto. Đi nha. Thì mình vừa xuống sân bay quốc tế Narita. Mình nhớ là trước đây mình đã tới Nhật Bản chắc cũng 4 năm rồi, nên rất là nhớ Nhật Bản. Thì mình sẽ phải đi bus đi tới Ibaraki. Và cái thủ phủ của Ibaraki đó là Mito, nên mình sẽ hỏi xem là cách đi tới cái Mito là như thế nào. Từ sân bay mà đến thành phố Mito rất dễ. Vừa xuống sân bay đã có ngay các quầy bán vé. Mình đã mua giá vé là khoảng 3.200 yên, tức là khoảng 700 ngàn để đến với thành phố Mito, cách sân bay chỉ khoảng 100 km mà thôi. Thank you. Thành phố Mito. Sau lưng mình đó chính là Mito Station, là một cái trạm tàu chính, và mới nãy thì xe buýt của mình đậu bên dưới. Mito này thì cách thành phố Tokyo là khoảng 150 cây số, và mình đi 2 tiếng đồng hồ. Cái khách sạn của mình cũng gần đây thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ về khách sạn trước, rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành trình đi khám phá thành phố tỉnh Ibaraki. Ibaraki trước đây được biết đến là tỉnh Hitachi, thuộc vùng Kanto, giáp với tỉnh Fukushima và tỉnh Chiba. Và thủ phủ của tỉnh Ibaraki đó chính là thành phố Mito, rất là hiền hòa và nhẹ nhàng, không thấy sự đông đúc hay là tắc bật như thủ đô Tokyo. Và nếu đi từ Tokyo và bạn sử dụng tàu Tokyo thuộc tiếng JR Robin Line thì sẽ đến được ga Mito với thời gian nhanh nhất là khoảng 65 phút. Với giá vé là 750.000 đồng. Ibaraki hiện nay đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn với du khách Việt do sở hữu văn hóa, lịch sử và thiên nhiên độc đáo, cùng với rất nhiều lễ hội đặc trưng nữa, và không khó để bạn có thể tìm thấy các tour du lịch đến đây. Không chỉ thu hút khách du lịch đâu, mà rất nhiều người lao động và các du học sinh Việt Nam cũng chọn Ibaraki để bắt đầu sự nghiệp của mình. Chính vì vậy, khi đến với thành phố Mito thì bạn có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều người Việt Nam đi bộ trên phố. Thật sướng nếu bạn được đi du lịch đến một địa điểm nào đó rất là mới. Với Fahoka thì cũng vậy thôi, lần đầu tiên đến Mito đã thấy một thành phố thật là sạch sẽ và ngăn nắp. Mình thích Mito bởi sự trầm lắng hiện đại pha chút cổ kính. Ở Mito thì chiều tối xuống thì đường phố đã yên tĩnh và vắng vẻ. Mình thì hay đi ra công viên hóng mát và chơi với mấy chú chó Nhật rất là kawaii.
Cuba, Cuba. Hải trầm lắng ở Cocodan, cách nhà ga Mito không xa. Nơi này thì trước kia từng là một trường học cho các samurai vào thời hậu Edo. Xung quanh được bao phủ bởi khu vườn hoa anh đào và cây cối rất xanh tươi. Ngôi trường này từng dạy các môn học phổ thông, bao gồm cả nho giáo, đấu kiếm và luyện võ. Ngày nay thì đến Cocodan là để quan sát những gian phòng có lối kiến trúc Nhật thật mộc mạc đơn giản nhưng lại hết sức ấn tượng. Và vào những ngày hè như thế này, tiếng những con ve sầu gọi tình vang trời cả khúc sân vườn, như là những khúc trường ca, cảm thấy mình như là một phần của lịch sử ngày xưa. Pahuka ngồi chơi hóng mát cho đến chiều, thì cũng đã đến lúc bảo tàng đóng cửa rồi. Nắng ná lại cũng không được, nên thôi đành về, để ngày hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu hành trình cùng với cơ quan xúc tiến du lịch của tỉnh Ibaraki. Từ đây thì có thể thấy khách sạn của mình đằng kia rất là gần với khách nhà ga Mito, nhà ga chính. Từ nhà ga này thì mọi người có thể đi đến Tokyo. Ở đây mọi người sẽ thấy một cái con kênh mà người ta hay chạy tập thể dục dọc theo cái con đênh này. Và có rất là nhiều những cái cây hoa anh đào vào mùa xuân rất là đẹp. Bởi vì cả cái con đường này nó sẽ nở rộ hoa luôn. Tại Nhật Bản thì mọi người sẽ thấy là người ta chạy xe ở bên tay trái. Bởi vì ngày xưa khi mà đấu thầu những cái công trình giao thông, đặc biệt là tàu điện ngầm, thì có Mỹ và Anh tham gia đấu thầu. Thì Anh chính thức nhận cái công trình. Và kể từ sau đó trở đi thì hệ thống giao thông của Nhật Bản cũng xây đi về phía bên trái giống là nước Anh luôn. Mình thì đã tới Nhật Bản được 3 lần rồi, đây là lần thứ 3. Hồi trước thì mình đã tới Osaka, Tokyo, nhưng mà lúc đó mình đi tự túc. Không phải đi tự túc mà có người dẫn đi. Nói chung là đi công tác với công ty nên cũng không khám phá được nhiều. Nên lần này Fahoka sẽ quay lại để có thể tự mình trải nghiệm văn hóa của Nhật Bản. Xin chào buổi sáng mọi người. Sáng nay thì sẽ có người đến rước Fahoka để đi thăm một cái ngôi chùa có tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới. Sau đó thì buổi tối mình sẽ đi đến một cái lễ hội pháo hoa ở tỉnh Ibaraki. Bởi vì vào mùa hè thì Ibaraki có rất là nhiều những cái lễ hội, đặc biệt là lễ hội bắn pháo bông. Buổi sáng tại Mito dưỡng da xong rồi. Bây giờ đã sẵn sàng tự tin để ra nắng. Xui ghê, tự nhiên tới giờ đi chơi cái trang điểm lên mặt nguyên cái cục mụn. Làm như mặt nhạt quá hay sao, thêm cục mụn cho nó mặn. Mình quên giới thiệu với mọi người, mình có những cái loại sim như thế này đi du lịch. Sim này là sim 4G đi du lịch Nhật Bản trong vòng 7 ngày. Và dung lượng không giới hạn luôn, tha hồ sử dụng tại Nhật. Nếu mà mọi người có đi du lịch ở đâu như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Trung Quốc hay châu Âu, đi Mỹ gì đó thì cứ liên hệ mình sẽ cung cấp cho mọi người những cái loại sim như thế này để đi du lịch thật là thoải mái và thuận tiện. Wow, quá trời đồ ăn luôn. Có cơm cuộn nữa nè. Đây là cơm cuộn. Xúc xích, phô mai, cơm. Rất là nhiều đồ. Sau đó thì giờ mua rồi ra ngoài kêu họ hâm lại ăn thôi. Đây là dịp mà để mình có thể được làm việc với người Nhật. Họ lúc nào cũng rất là lịch thiệp, trang nhã và đặc biệt rất đúng giờ, từng giây, từng phút. Và mỗi buổi sáng như vậy thì họ hẹn mình ở sảnh khách sạn rồi lấy xe riêng đưa đến điểm tham quan. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến tham quan Đại Phật Ushiku, cách thành phố Mito là khoảng 70 cây số. Tượng Phật khổng lồ
Từ xa thì mình đã có thể thấy bóng dáng của tượng Phật xuất hiện trên những con đường cao tốc. Đường mở mà. Ôi, sau khoảng 1 tiếng rưỡi ngồi xe thì mình cũng đã đến được điểm tham quan rồi. Và nếu các bạn đến đây từ Tokyo thì có thể đi tuyến Joban Line và ngừng ở trạm Ushiku, rồi sau đó đi bus vào điểm tham quan là Đại Phật Ushiku. Hiện nay thì Fahoka đang có mặt tại một cái điểm tham quan rất là nổi tiếng tại Ushiku, một cái thành phố cũng rất là gần với Tokyo thôi, nhưng mà thuộc về tỉnh Ibaraki. Và đây chính là tượng đồng mà lớn nhất trên thế giới. Và nó còn rất là nhiều điều thú vị nữa, chúng ta hãy đi vào trong. Ở đây thì mình thấy có bán rất là nhiều đồ lưu niệm. Trước khi đi vào bên trong cái khuôn viên thì mọi người sẽ thấy những cái hàng lưu niệm như thế này rất là đẹp của Nhật. Và đây là nơi để mình mua vé vào trong. Giá vé ở đây là 800 tệ, 800 yên tiền Nhật, là khoảng 200 ngàn đồng thôi, là mọi người sẽ được vào bên trong cái bức tượng luôn. Họ có xây 5 tầng ở trong đó để mọi người có thể nắm cảnh. Và nếu thời tiết tốt thì mọi người có thể thấy cả núi Phú Sĩ nữa. Đây là những người đại diện cho cái khu du lịch này. Yeah, được tour gái. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là cái tượng Phật cực kỳ lớn bằng đồng. Sau lưng mình thì mọi người sẽ thấy một cái đầu tượng Phật của Phật A Di Đà. Thì ở đây họ có ghi đó là cái tượng Phật này. Và sau lưng cái tượng Phật là bằng đồng thì nó lớn hơn gấp 1.000 lần so với cái tượng này. Thì mọi người có thể hình dung rằng cái tượng đó nó lớn như thế nào. Và cái tượng này thì nó cao 120m, làm bằng đồng đen hoàn toàn. Và cái tượng này thì nó lớn gấp 3 lần so với cái tượng nữ thần tự do ở Mỹ, rất là đặc biệt. Sao họ viết chữ đẹp như vậy ta? Đây là những cái thẻ gỗ mà mọi người có thể viết những cái ước nguyện của mình lên đây. Nước nè. Đấy là giống như thanh tẩy trước khi bước vào bên trong đền. Rửa cá lang tay. Giống như là để thông báo mình chính thức bước vào bên trong ngoài đời thôi. Thì sẽ có một cái chuông Ngưu Cửu Đại Phật nặng 4.000 tấn và mất 10 năm để xây dựng, và đạt kỷ lục là bức tượng Phật lớn nhất thế giới vào năm 1996. Khi bạn đến gần khu bức tượng thì sẽ thấy một ông Phật đứng sừng sững cao chọc trời. Trong lòng bức tượng được trang trí rất hiện đại và có thang máy và máy lạnh nữa. Mọi người thấy người Nhật rất là tận tình không? Họ dắt mình đi tham quan, còn cầm quạt quạt cho mình nữa. Dễ thương gì đâu. Ở trong này thì rất là thanh tịnh bởi vì mọi người có thể thưởng ngoạn được cái không gian thiên nhiên. Ở đây thì sẽ có cho cá ăn như thế này, ở bên cạnh cái tượng Phật. Wow, cá quá lớn rồi. Cá bự ghê trời. Ở đây thì mọi người có thể cho cá ăn nè. Đây là những cái bó nhang rất là khác ở bên mình. Bên mình thì thường là chỉ đốt khoảng 3 cây thôi, ở đây thì họ sẽ bó thành bó như thế này. Và một bó thì sẽ có 100 yên. Thì mọi người đa số sẽ tự động bỏ vào đây. Đây họ đốt bằng than nè.
đây chính là chiếc lư đồng lớn nhất tại Nhật Bản. Ở đằng trước bức tượng Phật lớn nhất tại Nhật Bản. Mô A Di Đà Phật. Nếu đi vào những mùa xuân thì bạn sẽ thấy khu vườn ngập tràn những thảm bông rất nhiều màu sắc. Sau khoảng 100 năm nữa thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Lúc đó thì màu sẽ rất là đẹp và ấn tượng. Đây là cái mô hình của ngón chân của Đức Phật đây. Ở bên ngoài thì do là rất là cao, mọi người không có nhớ tới được. Thì ở đây họ có xây cái mô hình để chúng ta có thể hình dung được rằng cái bức tượng này nó khổng lồ thế nào. Qua đây thì mình có thể thấy được rằng dẫu là một quốc gia cực thịnh và cực kỳ phát triển hàng đầu thế giới, nhưng mà nước Nhật vẫn có một đời sống tâm linh. Và cũng như những quốc gia châu Á khác, Nhật Bản vẫn hướng tâm thiện về với giáo lý của nhà Phật. Mình viết ra đây để có thể mong muốn mọi người được bình an. Đây là tên của mình bằng tiếng Nhật này các bạn. Phạm Hoàng Khải viết tắt là Phạm Hoàng Ca ha. Mọi người đừng có hỏi Phạm Hoàng Ca nghĩa là gì nữa nha. Bây giờ mình phải vào đây để ăn trưa. Đây là một cái khu Premium Outlet. Ở đây rất là giống với không khí ở bên Mỹ hay là Úc. Cũng như các quốc gia phát triển khác thì nước Nhật không có món ăn đường phố, mà đa số là bạn sẽ phải vào các nhà hàng hoặc là các khu mua sắm. Nhật cũng rất chuộng ăn mì, nhưng mà các sợi mì ở Nhật thì đa số đều là sợi to, gọi là udon. Và vào các quán ăn thì đa phần bạn phải tự phục vụ, bạn phải tự lấy đồ ăn, tự dọn dẹp, tô chén, khay đĩa và cũng tự lau bàn luôn. Và nếu có đến Ibaraki thì bạn cũng nên thử món đậu nành lên men, gọi là natto. Mình cũng đã thử gọi món mì lạnh natto đây. Một loại đậu nành được luộc rồi sau đó ủ ở trong rơm. Đây được coi là một bí quyết sống thọ của người Nhật đó. Tất nhiên là nó không hề dễ nuốt vì có mùi thâm thẩm và nhân nhớt giống như là bánh tét bị thiêu vậy đó. Người ta thì thường ăn đậu natto với cơm trắng. Đậu này mì rất là lạ nè. Họ không có bỏ thịt vào, này là mì udon ăn với đậu. Đậu nành lên men. Đây là bí quyết sống thọ và trẻ đẹp của người Nhật. Sau buổi ăn trưa và sợ hơi một chút thì đến chiều mình được đưa đến Idosaki, rất là gần đó, để tham dự lễ hội bắn pháo bông. Bây giờ thì mọi người đang đi vào cái khu vực bắn pháo hoa. Đây là một cái lễ hội rất là lớn hàng năm tại tỉnh Ibaraki, bởi vì người dân sẽ tập trung ở đây rất là đông để mà xem một cái lễ hội bắn pháo hoa, được xem là số lượng pháo lớn nhất tại vùng Kanto này. Đây mọi người thấy bị kẹt xe không? Số lượng xe quá đông. Người ta đổ về đây để dự lễ hội này rất là đông người. Còn cái anh này mọi người thấy ở trong đoàn có một người đó là thuộc về đài truyền hình Ibaraki. Họ đến đây để đưa tin về một travel blogger từ Việt Nam qua đây để đi du lịch. Đây mọi người thấy người ta đi ra đó rất là đông nè. Lễ hội pháo hoa thì được tổ chức rất là nhiều nơi ở tỉnh Ibaraki vào mùa hè. Là một nơi rất gần với Tokyo, Ibaraki là một địa điểm lý tưởng để trải nghiệm những lễ hội truyền thống mùa hè của Nhật Bản. Và nước Nhật không chỉ có những thành phố rất là sầm uất, mà tại đây mình cảm nhận được một bầu không khí của vùng nông thôn hết sức tĩnh lặng và yên bình. Vui quá. Đây là con đường mà mọi người sẽ phải đi bộ vào trong cái khu vực mà bắn pháo hoa nè. Và mình thấy có rất là nhiều người, dù trời rất là nóng nhưng mà họ vẫn mặc những cái bộ đồ truyền thống kimono của Nhật Bản để đi dự hội. Và từ đây mình đã có thể nghe rất là nhiều người, những cái ban nhạc rất là nhộn nhịp đằng kia, sôi động quá. Để gì mình sẽ vào trong để quay cho mọi người xem là lễ hội Nhật Bản nó trông như thế nào. Wow.
đây có rất là nhiều đồ ăn và những cái trò chơi địa phương như thế nào. Đây là khu vực tổ chức lễ hội nè các bạn. Rất là nhiều hàng quán ha, bán đầy đủ đồ ăn, trò chơi, đồ lưu niệm. Wow, vui quá. Đây chính là không khí lễ hội rất là vui tại Ibaraki. Bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị tối nay sẽ có một màn bắn pháo hoa rất là tuyệt vời. Mọi người ở đây sẽ thấy rất là nhiều những cái gian hàng ẩm thực. Ở ngoài đây họ còn có trình diễn âm nhạc nữa mọi người ạ. Rất là vui. Ở đây là những cái quầy mà mọi người có thể mua đồ ăn để vào đó ngồi ăn nè. Cá nướng kìa. Cá gì nướng kìa? Cá thơm quá. Thôi cá nướng nhìn rất là truyền thống ha. Cá gì đó? Cá gì không biết nhưng mà nhìn cái cách họ nướng đứng gần rất là thơm luôn nè. Wow. Nướng bằng than hồng. Thơm quá. Cá nướng mọi. Còn đây là món rất là phổ biến tại Nhật. Một phần có giá là 600 yên. Họ sẽ bỏ mực lên nè. Tôm khô. Và rất là nhiều có hành nữa. Và cà rốt. Mấy củ khoai tây ở Nhật Bản bự ghê chưa? Cái khoai tây này thì đã được hấp chín rồi, người ta sẽ ăn với bơ hoặc là ăn với dưa cải. Mấy bạn này sau khi biết mình là người Việt Nam thì xin lại chụp hình. Nói chơi thôi, mình sát lại người ta để xin chụp hình thì có, đúng là những mỹ nhân. Vào những ngày hè thế này thì có lẽ món đá bào là được ưa chuộng nhất. Một phần đá bào như thế này thì sẽ được chế siro lên và cũng có giá là 600 yên. Tức là cũng khoảng hơn 120.000 đồng. Món đá bào này chắc là mọi người cũng đã để ý, giống như trong truyện Doraemon. Đây là cái không gian lễ hội tại Nhật Bản này. Mọi người thấy dù là rất là đông người nhưng mà lại rất là yên tĩnh. Và thậm chí là âm nhạc chơi trên sân khấu kìa, mình còn không nghe được luôn á. Bởi vì họ không có quá ồn ào đâu. Âm lượng vừa phải vừa đủ nghe thôi. Trông rất là sạch sẽ, mọi người ngồi rất là ngăn nắp ở trên những cái bãi cỏ để chút nữa thì sẽ có bắn pháo hoa. Và trong thời gian chờ đợi pháo hoa được bắn lên thì mọi người sẽ thưởng thức âm nhạc. Rất là truyền thống luôn, hay quá. Những cái lễ hội như thế này rất là thú vị. Đây là điệu nhảy cho sơ coi truyền thống của Nhật Bản đây. Mọi người thử nghĩ xem, ở bên mình làm gì có những cái người mà với độ tuổi như thế này mà lại nhảy sung như vậy. Thì có thể tìm thấy Nhật Bản, họ rất là khỏe, lúc nào cũng trẻ trung năng động cả. Mọi người thấy chai nước này quen không? Ở Việt Nam mình cũng có. Đây là cái khu vực đặc biệt mà mình được vé miễn phí để vào đây để có thể ngồi rất là gần với chỗ bắn pháo bông này trước. Đây là vé của mình. Nói chung là mình cũng rất là được nhiều ưu đãi. Thật là tuyệt vời khi mà có ai đấy mời bạn qua chơi
lại rất là chu đáo, nhiệt tình và chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Và cái chỗ ngồi của mình lại rất là gần ở trên đầu luôn, tức là cái hàng đầu tiên để có thể thấy được pháo hoa bắn. Trong một cái không gian rất là vui như thế này và mọi người cùng ngắm nhìn những cái bó hoa rất là đẹp, cảm thấy thật là sung sướng. Nó rất là khác lạ, một cảm giác rất là đặc biệt ngay tại nước Nhật. Đâu có cần phải xem pháo hoa mỗi dịp Tết hay là mùa xuân đâu, mà ở ngay giữa mùa hè bạn có thể xem pháo hoa tại nước Nhật. Wow, đẹp quá kìa. Có bao giờ mà bạn được xem pháo bông bắn đến tận hơn một tiếng đồng hồ không? Cả bầu trời rực sáng vô cùng đẹp. Đây có lẽ là màn bắn pháo bông hoành tráng nhất mà mình từng thấy. Người Nhật cùng với cả nhà quay quần ăn uống và cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời rực rỡ trong ánh đêm. Vào những ngày hè, những tràng pháo bông càng làm cho không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bạn hay nghe nói về nước Nhật là nơi mà người ta làm việc rất hăng say. Điều đó thì hoàn toàn chính xác. Nhưng mà ngược lại, chính quyền thì luôn tạo ra những không gian lễ hội như thế này để người dân tận hưởng cuộc sống và thoải mái, thư giãn, nhẹ nhàng hơn và có thêm thời gian dành cho gia đình và người thân của mình. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn ban tổ chức cùng với các anh chị em đã sắp xếp hành trình thật là tuyệt vời để Fahoka có dịp gần gũi và trải nghiệm thực tế văn hóa của nước Nhật. Còn bạn, nếu có dịp đến với Nhật Bản, hãy thêm vào lịch trình của mình những nơi thật là thú vị ở tỉnh Ibaraki.